Nhắc đến Liên Minh Huyền Thoại, chúng ta sẽ nghĩ ngay tới Faker. Vậy thì Faker là ai? Faker, tên thật là Lee Sang-hyuk, Lý Tương Hách, là một game thủ chuyên nghiệp người Hàn Quốc của bộ môn Liên Minh Huyền Thoại. Kể từ khi bắt đầu thi đấu cho đến hiện nay, anh đã giành được vô số danh hiệu lớn nhỏ khác nhau. Anh đã, đang và vẫn sẽ là thành viên trụ cột của đội tuyển T1 tới chừng nào anh có thể thi đấu được, tạo nên một thương hiệu có độ nhận diện cao nhất ở trong cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại nói riêng và giới eSports nói chung. Nhờ có Faker cùng với những pha xử lý đỉnh cao của mình mà sự phổ biến của LOL mới có thể đạt được tầm vóc như hiện nay. Có thể nói, sự phát triển của LOL gắn liền với từng bước chân trong sự nghiệp của Faker, đưa anh trở thành một người hùng của tựa game và trở thành một tượng đài bất diệt trong lòng người hâm mộ. Các bạn ơi, cuối năm rồi, Spyroom đang giảm giá có 102. Toàn bộ những đầu sách ở đây đều đang được giảm giá lên tới 70%. Click ngay vào đường link ở dưới phần mô tả để nhận những ưu đãi kinh khủng ấy nhá. Xin cam kết là sách ở đây vừa chất lượng lại còn vừa rẻ nhất trong lịch sử của Spyroom luôn. Tuổi thơ của Faker. Vào ngày 7 tháng 5 năm 1996 tại Seoul, người hùng tương lai của LOL chính thức đến với thế giới này. Tuy vậy, chào đón cậu bé Lee Sang-hyuk lại là những năm tháng tuổi thơ không mấy hạnh phúc. Vừa được lên chức anh trai chưa lâu thì bố mẹ cậu đã sớm đường ai nấy đi. Bố của cậu, ông Lee Kyung-jun, đã nhận quyền nuôi dưỡng cả hai anh em để những đứa trẻ này không bị chia cắt thêm nữa. Cứ thế, tháng ngày tuổi thơ của Lee Sang-hyuk trôi qua một cách bình dị ở quận Gangseo với bố, em trai và bà nội. Cảm thương cho những đứa trẻ lớn lên mà không có mẹ, bà nội của cậu đã dành hết sự quan tâm của mình cho các cháu. Trong khi đó, bố của cậu thì thường xuyên phải tăng ca để có thể gồng trên vai cả gia đình. Hiểu được nỗi lòng ấy, từ bé, Lee Sang-hyuk đã là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn, biết nghe lời và có thành tích học tập rất tốt. Tuổi thơ của Lee Sang-hyuk gắn liền với những trò chơi mang tính thử thách. Ông Lee Kyung-jun kể lại rằng, ấn tượng của ông về người con trai ca, đó là một đứa trẻ sống hướng nội, bộc lộ thiên hướng tự tìm tòi học hỏi. Thời gian rảnh, cậu thường thử thách bản thân với các trò chơi trí tuệ. Chính Faker sau này đã chia sẻ thêm với niềm đam mê các trò chơi của anh được truyền cảm hứng từ bố mình. Mặc dù rất bận bịu, nhưng ông Lee Kyung-jun vẫn quan tâm đến hai anh em. Và cách duy nhất để ông có thể mang đến niềm vui cho các con, đó là cùng chúng chơi trong những giờ nghỉ ít ỏi. Chúng ta không thể biết liệu người em trai ngày ấy có chơi giỏi hay không, nhưng Lee Sang-hyuk thì đã cùng bố phá đảo rất nhiều trò chơi từ ngày bé tí. Mặc dù khi còn bé, Lee Sang-hyuk không có quá nhiều niềm đam mê với các trò chơi trên máy tính, mà cậu lại chỉ thấy thích thú với các trò chơi như là Tekken và King of Fighter tại một quán game thùng ở gần chỗ cậu sống. Tuy nhiên, khi thời gian trôi qua, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ máy tính với nhiều trò chơi hấp dẫn hơn được ra đời, Lee Sang-hyuk dần dấn thân tìm tòi khám phá và trải nghiệm nhiều trò chơi khác nhau trên máy tính. Tiêu biểu nhất chính là Warcraft 3, với những map như là Footman Frenzy và Dota, tiền thân của LOL sau này. Không phải là tiền thân đâu, LOL bắt trước. Hành trình đến với LOL của Faker. Năm 2011, LOL chính thức ra mắt ở máy chủ Hàn Quốc. Cũng như bao thiếu niên mới lớn khác, Lee Sang-hyuk đã nhanh chóng bị thu hút bởi tựa game mới mẻ kia. Sau khi tình cờ biết đến trò chơi khi đang lướt web, cậu đã lập tài khoản tên là Gu Jongpa và bắt đầu những trận đấu đầu tiên. Với nền tảng là một người chơi Warcraft lão luyện, chỉ trong một thời gian ngắn, Lee Sang-hyuk đã trở nên thành thạo trò chơi này. Tài khoản Gu Jongpa theo đó cũng nhanh chóng đạt được vị trí top 1 máy chủ với thành tích 2536 elo. Đáng nói, đây là một mốc elo bỏ xa rất nhiều game thủ chuyên nghiệp đang chơi LOL tại Hàn Quốc thời điểm bấy giờ. Nhiều người đã bàn tán xôn xao về người chơi top 1 bí ẩn trên bảng xếp hạng. Có những lời đồn đoán rằng đó là tài khoản phụ của một người chơi chuyên nghiệp nào đó, hoặc là một tuyển thủ chuyên nghiệp người nước ngoài chơi trên máy chủ Hàn Quốc. Chỉ có Lee Sang-hyuk là vẫn ung dung vì cậu vốn dĩ chỉ chơi cho vui, chứ chưa hề có ý định sẽ trở thành một game thủ chuyên nghiệp. Thời gian cứ thế lặng trôi cho đến cuối năm 2012, Lee Sang-hyuk nhận được một cuộc gọi khiến cho cuộc đời của cậu thay đổi mãi mãi. Tổ chức thể thao điện tử Hàn Quốc SK Telecom đã lên tiếng chiêu mộ cậu vào đội tuyển LOL mới thành lập của họ. Cần phải nói rõ hơn một chút, đó là việc LOL chính thức đổ bộ vào Hàn Quốc với hệ thống giải đấu được thiết lập đã khiến cho việc tìm kiếm nhân tài nhằm xây dựng các đội hình thi đấu LOL
đã được đặt ra với nhiều tổ chức eSports lớn. Và với những thành tích đáng nể kể trên, người chơi Gu Zhongpa đã sớm lọt vào mắt xanh của Darkness, tổng giám đốc của nhà tài trợ SK Telecom. Sau khi tìm kiếm thông tin dựa vào ID Game, SK Telecom xác định Gu Zhongpa không phải là game thủ chuyên nghiệp nào, mà là một cậu thiếu niên tên là Lee Sang-hyuk, sống ở ngoại ô Seoul, dẫn tới cuộc gọi chiêu mộ nói trên. Nhưng vấn đề là khi đó, Lee Sang-hyuk vẫn còn đang dang dở sự nghiệp học hành, thậm chí lại còn là một học sinh ưu tú, luôn duy trì được thành tích thuộc top 10 xuất sắc nhất ở trường. Liệu cậu có sẵn sàng bỏ dở con đường học vấn tươi sáng đang mở rộng trước mắt để rẽ theo một hướng đi khác chưa có gì đảm bảo? Tất nhiên là với vai trò một người con có nghĩa phải báo hiếu cho cha mẹ, cho bà, một người anh trai cần phải hỗ trợ cho đứa em trai trưởng thành, Faker cũng đã rất chăn trở trước khi đưa ra một lựa chọn cho mình. Cuối cùng, cậu hạ quyết tâm sẽ bước chân vào con đường eSports chuyên nghiệp sau thời gian đấu tranh tư tưởng. Sau một buổi ăn tối cùng cả nhà quây quần bên nhau, cậu đã chính thức ngỏ lời về quyết định này với bố mình. Bố tôi mong muốn tôi có thể vào đại học, còn tôi thì muốn đón nhận ngay thử thách này. Sau này, Faker trả lời một cuộc phỏng vấn, tôi chưa từng hối hận về chuyện nghỉ học. Mới đầu, ông Lee Kyung-jun còn chút lưỡng lự trước lời đề nghị của con trai. Dù sao thì ý tưởng của con trai ông vẫn là quá mạo hiểm, bởi vì thời điểm đó, trở thành một tuyển thủ eSports vẫn chưa được đánh giá cao ở trong xã hội, nhất là với một trò chơi chưa lấy gì làm lớn mạnh, đang chân ướt chân ráo, bước chân vào Hàn Quốc như LOL. Nhưng sau một tháng xem xét, thấy được tiềm năng và quyết tâm của cậu, ông đã ủng hộ con trai của mình theo đuổi ước mơ của bản thân. Tôi nghĩ nếu mình không để con mình làm những gì nó muốn, có lẽ sau này sẽ phải hối hận. Lúc đấy tôi thấy thằng bé cũng có năng khiếu, ông Lee Kyung-jun chia sẻ. Vì vậy, sau một tháng, tôi đề cập lại chuyện đó và hỏi, con vẫn muốn làm điều đó chứ? Và Faker đã đồng ý. Tôi đã nói với nó rằng, đừng để thất bại, hãy làm điều đó một cách nỗ lực. Và như thế, con đường tuyển thủ chuyên nghiệp của Lee Sang-hyuk chính thức bắt đầu. Và hành trình của một người hùng vĩ đại bậc nhất làng eSports cũng bắt đầu từ đây. Khởi đầu bùng nổ. Ra mắt dưới màu áo SKT T1 2 và hạ gục Emission. Vào ngày 28 tháng 2 năm 2013, Lee Sang-hyuk chính thức có mặt trong biên chế của đội hình SKT T1 ở Team 2 với vai trò là người đi đường giữa. Ban đầu, đội hình của Team 2 được đánh giá thấp hơn hẳn so với Team 1. Dĩ nhiên rồi, vì đội hình toàn các tài năng trẻ mới debut thôi mà. Khởi đầu cho chuỗi ngày thi đấu chuyên nghiệp của bản thân, Lee Sang-hyuk quyết định sẽ lấy một nghệ danh khác cho mình. Nghệ danh mà có lẽ sẽ đi cùng anh đến tận cùng của sự nghiệp game thủ, Faker. Tôi muốn có một cái tên nghe phải hay ho và ấn tượng thay vì một từ thông thường. Nó phải là một cái tên khác đại diện cho tôi, nên tôi muốn nó phải ngầu từ đầu cho đến cuối, Faker chia sẻ về quá trình lựa chọn nghệ danh của mình. Và rốt cuộc, Faker chính là cái tên mà tôi đã nghĩ ra để thể hiện được rằng tôi là ai. Lần ra quân đầu tiên dưới màu áo SKT của Faker là vào một trận đấu thuộc giải OGN mùa xuân năm 2013, tổ chức bởi kênh thể thao điện tử OnGamerNet ở Seoul vào ngày 6 tháng 4 năm 2013. Trong trận đấu, đội hình SKT T12 của Faker phải đối đầu với cả CJ Enters Blaze, một đội tuyển cực kỳ nổi tiếng vào thời điểm đó. Đối đầu với Faker bên kia chiến tuyến là Ambition, ngôi sao đường giữa số 1 của Hàn Quốc đương thời. Trái với dự đoán rằng anh sẽ gặp khó khăn của đa số các nhà phân tích, Faker đã để lại dấu ấn đầu tiên trong lòng người hâm mộ LOL khi thực hiện một pha solo kill mãn nhãn trước Ambition và sau đó là đạt được chiến thắng chung cuộc. Sự cổ vũ nhiệt liệt sau trận đấu của khán giả với Faker như là một lời tiên tri về một triều đại mới đang chuẩn bị tới với nền LOL Hàn Quốc. Xuyên suốt mùa giải sau đó, tổng kết lại, Faker chiếm tới 31,6% số mạng hạ gục của đội mình và giành được 133 mạng hạ gục trong vòng 20 ván đấu. Với những con số đáng ấn tượng có được trong giải đấu chuyên nghiệp đầu tiên của mình, anh là người có thành tích cao thứ 3 tại giải đấu ở cả hai hạng mục nói trên. Tuy không giành được vị trí vô địch, nhưng với việc đứng hạng 3 cũng đã là quá đủ đối với một đội hình non trẻ như là SKT T12, là tiền đề để đội có động lực hướng tới những danh hiệu lớn hơn. OGN mùa hè năm 2013 và pha solo kill Z huyền thoại. Giải đấu tiếp theo, OGN mùa hè 2013,
người hâm mộ được chứng kiến Faker dẫn dắt SKT T12 tiến vào vòng chung kết giải đấu, nơi họ đối đầu với cả KT Roster Bullet, một đối thủ mạnh khi ấy. Và đây cũng là nơi huyền thoại thực sự bắt đầu. Trong ván đấu cuối cùng, do thể thức thi đấu trọn ẩn lúc bấy giờ mà cả Faker và đối thủ của anh ở phía bên kia chiến tuyến, Ryu, có thể mang chung tường với nhau. Và điều đó đã xảy ra khi họ đều mang ra cho mình con bài set, thứ đã làm nên tên tuổi cho cả hai trong quá khứ. Trận đấu lên tới khúc cao trào trong một tình huống mà Faker trong trạng thái chỉ còn 30% máu, bị một Ryu còn đầy đủ 100% máu tấn công bất ngờ. Những tưởng là Faker sẽ phải nằm xuống và chiến thắng sẽ được ấn định cho Ryu, nhưng Faker đã thực hiện một chuỗi các động tác xử lý hoàn hảo để đảo ngược tình thế và hạ gục được Ryu. Cả khán trường như vỡ òa trước pha xử lý xuất thần ấy. Nó không chỉ giúp SKT T1 Team 2 giành được chiến thắng ngược dòng trước KT Roster Bullet, mà còn đánh dấu chiến thắng đầu tiên cho một danh hiệu lớn của Faker. Cho đến tận bây giờ, khoảnh khắc ấy vẫn được bình chọn là một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất trong lịch sử LOL chuyên nghiệp. World Championship, chung kết thế giới mùa 3. Vào mùa thu năm 2013, Faker và SKT T1 Team 2 đại diện cho Hàn Quốc và tổ chức SK Telecom T1 tại chung kết thế giới mùa 3. Xuyên suốt giải đấu, họ đã thể hiện sự thống trị của mình khi lập thành tích đáng gờm với 15 trận thắng và 3 trận thua. Trận chung kết chứng kiến SKT T1 2 hủy diệt Royal Club của Trung Quốc bằng màn trình diễn kỹ năng và chiến thuật vang dội, với điểm sáng chói lọi nhất chính là người chơi đường giữa. Faker liên tục hạ gục người chơi phía bên kia chiến tuyến, di chuyển sang các đường khác tạo sức ép trong sự bất lực của đối phương. Sau 3 ván thi đấu diễn ra chóng vánh, chiến thắng được ấn định cho SKT và chiếc cúp vô địch chung kết thế giới đầu tiên về tay Hàn Quốc, đánh dấu sự khởi đầu cho một triều đại thống trị của người Hàn trong suốt lịch sử LOL về sau. SK Telecom are just rolling through. The Nexus turrets are potentially going to go down. This could be a 20-minute game for SK Telecom. They will be the Season 3 World Champions here at the Staples Center. Có thể nói, chính Faker và những người đồng đội SKT T1 Team 2 đã đặt những viên gạch đầu tiên làm nền móng cho triều đại ấy. Nốt trầm 2014. Sau một mùa giải thành công vang dội, Faker dần trở nên nổi tiếng trong giới hâm mộ eSports Hàn Quốc. Với khả năng xử lý tuyệt vời, phản xạ nhạy bén, cùng phong cách chơi độc đáo, không giống bất cứ ai. Anh được cộng đồng LOL Hàn Quốc tôn kính như một vị thần vào thời điểm hoàng kim của mình. Vào ngày 12 tháng 11 năm 2013, các team SKT T1 lần lượt được đổi tên từ Team 1 và Team 2 thành S và K. Cùng với đó, SKT T1K vốn từ đội phụ đã được đưa lên làm đội chính, đủ cho thấy tầm ảnh hưởng mạnh mẽ của Faker và đồng đội. Năm 2014 có thể nói là một mùa giải với nhiều thăng trầm cho Faker nói riêng và SKT nói chung. Có thắng ở All-Star Paris 2014 và có thua Champions Spring 2014, Champions Summer 2014. Nhưng đến thời điểm then chốt thì phong độ của cả đội lại xuống dốc đột ngột, khiến cho SKT và Faker phải lỡ hẹn với chung kết thế giới mùa 4. Do ảnh hưởng tâm lý bởi những trận đấu không được tốt trước đó, trong trận đấu vòng loại khu vực với Samsung White, Faker đã thể hiện một phong độ yếu kém hơn bình thường khi liên tục dâng chiến công đầu vào tay đối thủ trong 3 ván liên tiếp, gián tiếp dẫn đến thất bại chung cuộc. Dù vậy, sức ảnh hưởng của Faker và những dấu ấn mà anh mang lại trong mùa giải này vẫn không hề suy giảm. Giờ đây khi LOL đang ngày càng phủ sóng ảnh hưởng trên khắp thế giới, Faker đã có thêm nhiều fan hâm mộ ngoại quốc. Đa số biết đến anh bởi kỹ năng cá nhân tuyệt vời cùng khả năng chơi thuần thục được rất nhiều vị tướng. Cùng với đó là một đời tư bình dị không có tiếng xấu nào. Chuỗi thành tích huyền thoại từ 2015 đến 2016. Mùa giải 2015. Trong mùa giải tiếp theo, Riot Games đã đưa ra các quy định mới, quy định rõ rằng một tổ chức eSports chỉ có thể có một đội tham gia vào một giải đấu, dẫn đến việc sáp nhập hai đội SKT T1K và SKT T1S thành SKT Telecom Team 1, hay còn được biết tới với tên gọi tắt là SKT. Sang tới mùa giải 2015, mặc dù một số thành viên như là Impact, Commando,
Spiklet đã rời đi sau một thời gian không mấy thành công, Faker lại chọn quyết định tái ký hợp đồng với cả SK Telecom. Mặc dù nhận được những lời đề nghị béo bở gần 1 triệu đô từ nhiều công ty Trung Quốc khác nhau, anh vẫn chọn ở lại với đội ngũ hiện tại của mình. Sự trung thành và tận tâm này cho tới nay chúng ta mới chỉ thấy ở hai người chơi đường giữa, đó là Faker và Showmaker. Việc ở lại SKT của Faker sau đó đã nhận được sự ủng hộ và ca ngợi của người hâm mộ trên toàn thế giới. Mọi người cùng nhau hy vọng vào một tương lai, SKT sẽ một lần nữa khởi sắc và Faker sẽ chạm tay vào chức vô địch thế giới lần thứ hai. Trong suốt các mùa giải LCK 2015, Faker đã chia sẻ vị trí đường giữa với người đồng đội Easy Hun. Thực tế, phong độ của Faker không quá sa sút, nhưng mà lối chơi xoay quanh Faker của SKT đã bị các đội khác bắt bài. Tuy vậy, nếu Faker đã ra sân thi đấu thì chiến thuật này vẫn luôn được triển khai. Điều này làm dấy lên sự lo ngại của người hâm mộ Faker nói riêng và SKT nói chung, dẫn tới việc huấn luyện viên Koma của đội quyết định sẽ xoay luôn phiên Faker và Easy Hun để kiềm chế cái tôi của Faker lại. Trong trận chung kết LCK mùa xuân năm 2015, Easy Hun đánh chính cả 3 trận, mang về chiến thắng cho SKT. Mặc dù đã giành được một danh hiệu quốc nội khác, nhưng Faker tỏ ra không hài lòng với kết quả và bày tỏ quyết tâm mang màn trình diễn tốt hơn Easy Hun trong tương lai. SKT sau đó tham gia MSI 2015, lọt vào trận chung kết nơi họ đối mặt với cả Edward Gaming của Trung Quốc. Trong suốt 3 ván đầu, Easy Hun chơi ở vị trí người đi đường giữa và SKT đã bị dẫn trước 2-1. Sau đó, Faker được thay ra ở ván 4 và giành được chiến thắng áp đảo với con bài Kassadin bất tử. Hưng phấn, Faker quyết định sẽ pick LeBlanc, vị tướng mà anh đang sở hữu 100% tỷ lệ thắng với chuỗi 12 trận sử dụng. Tuy nhiên, đây chính là điều mà đối thủ Faker đã đoán được từ trước và thực hiện kèo cao tờ pick chí mạng. Ván năm diễn ra, sự thể hiện mờ nhạt của Faker từ đầu chí cuối với những pha xử lý dướn quá mức đã khiến cho Faker trở thành điểm yếu dễ khai thác nhất đội. Và như một lẽ tự nhiên, SKT đã không thể giành được chiến thắng, dẫn đến việc cúp MSI 2015 được trao vào tay Trung Quốc, đánh dấu LPL là vị vua đầu tiên của MSI. Đây cũng là lần đầu tiên Faker đón nhận một kết cục thảm bại trong một trận đấu mang tầm cỡ quốc tế. Tuy đã thất bại, nhưng Faker cũng đã có được một bài học đầu đời trong sự nghiệp của mình khi được tận mắt chứng kiến sự tự tin thái quá của bản thân đã hủy hoại nỗ lực của cả đội như thế nào. Có lẽ cái tôi của Faker đã được hạ xuống thông qua thất bại này, chứ không phải bằng việc chia sẻ vị trí với Easy Hun như là dự liệu của ban huấn luyện. Không mất quá nhiều thời gian để chán trường và thất vọng, Faker và SKT trở lại mạnh mẽ vào LCK mùa hè năm 2015. Họ dễ dàng tiến vào trận chung kết, chạm trán với cả KT Roster. Trong khi Easy Hun là người đi đường giữa chính trong hầu hết các trận đấu của giải đấu, thì Faker đã chơi cả 3 trận chung kết và giành chiến thắng, giành được danh hiệu vô địch LCK lần thứ 4. Cho đến thời điểm này, nhiều biệt danh đã được cộng đồng LL đặt cho Faker, bao gồm Quỷ Vương Bất Tử và Thần. Sau chiến thắng, SKT đã thành công giành được một suất tham dự chung kết thế giới 2015 với việc Faker củng cố vị trí của mình với tư cách là người đi đường giữa chính. Đáng chú ý, Easy Hun chỉ tham gia 4 trận đấu trong suốt giải đấu này nhằm nhắc nhở Faker hãy giữ phong độ và kiềm chế cái tôi của mình. Trong suốt giải đấu, SKT chỉ thua duy nhất một trận, ván 3 của trận chung kết trước Cool Tiger, khi đội hình tiếp tục giành lấy chiếc cúp vô địch chung kết thế giới thứ 2 cho mình. Cool Tigers are falling. SKT will be your first ever two-time world champions. Với chiến thắng kể trên, Faker cùng Bengi trở thành một trong hai tuyển thủ duy nhất tính đến thời điểm đó từng hai lần giành được danh hiệu này. Sau chiến thắng, Faker đã tạo thêm sự chú ý của giới truyền thông nhờ màn ăn mừng độc đáo của mình khi ăn một cọng bông cải xanh trên sóng sân khấu. Tuy đã giành được chiến thắng, nhưng mối quan hệ giữa Faker và Easy Hun hẳn đã có ít nhiều rạn nứt. Một phần vì Easy Hun không thể chấp nhận được cảnh bản thân chỉ được các huấn luyện viên sử dụng như một kẻ đóng thế để rèn giũa Faker. Một phần khác là bởi fan cuồng Faker đã trở nên cực đoan một cách thái quá khi họ thực hiện bạo lực lạnh với cả Easy Hun trên mạng xã hội khi Faker không được ra đánh chính. Do đó, ngay sau mùa giải 2015 kết thúc, Easy Hun quyết định dứt ảo ra đi. Mùa giải 2016. Năm 2016 có thể xem là một năm thành công rực rỡ của Faker và tập thể SKT.
đội góp mặt bởi những thế hệ vàng, bao gồm những cái tên đang trong thời kỳ đỉnh cao phong độ như là Duke, Ben, Bengi và Wolf. Đặc biệt, Bengi được mệnh danh là cánh tay phải của thần, phép bổ trợ thứ ba của Faker khi là trợ thủ đắc lực nhất của Quỷ Vương Bất Tử. Với đội hình trong mơ ấy, Faker bắt đầu mùa giải bằng chiến thắng tại IEM Season X-Core Championship. Tiếp theo thành tích này là chiến thắng trong trận chung kết LCK mùa xuân 2016. Nhờ thành tích của họ ở giải mùa xuân, SKT đã giành được một suất tham dự MSI 2016. Trải qua một loạt các trận đấu căng thẳng, SKT cuối cùng đã giành được cúp vô địch. Lối chơi hổ báo và tinh quái của Faker trong suốt giải đấu cũng như là số lần có mạng hạ gục nhiều thứ hai so với bất kỳ người chơi nào trong giải đấu đã giúp cho anh được vinh danh là MVP của MSI, đánh dấu lần đầu tiên anh được vinh danh là MVP tại MSI hoặc là chung kết thế giới. Bước sang giai đoạn LCK mùa hè năm 2016, Faker đã đạt được một cột mốc đáng nhớ vào ngày 11 tháng 7 năm 2016 khi trở thành tuyển thủ đầu tiên trong lịch sử LCK đoạt 1.000 mạng hạ gục. Mặc dù SKT đã không thể giành được danh hiệu LCK lần thứ tư liên tiếp sau thất bại trước KT Roster ở vòng loại trực tiếp, nhưng thành tích chung của họ trong mùa giải vẫn giúp cho họ giành được suất tham dự chung kết thế giới mùa thứ 6. Chung kết thế giới mùa thứ 6 chứng kiến đẳng cấp của Faker và các thành viên SKT đạt tới đỉnh cao trong trận chung kết với cả Samsung Galaxy. Trong trận bêu nắm đầy căng thẳng, kết thúc với chiến thắng 3-2 dành cho SKT, những đóng góp của Faker trong cả 5 ván đều đóng vai trò then chốt trong việc tạo cơ hội và đảm bảo chiến thắng cho đội của anh. Mang về cho anh danh hiệu vô địch thế giới lần thứ 3 và danh hiệu MVP cho giải đấu này. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử LOL có một đội tuyển bảo vệ thành công ngôi vô địch thế giới. Vào cuối năm 2016, sức ảnh hưởng của Faker đã được công nhận rộng rãi và được ví như là Michael Jordan của thể thao điện tử. Có lẽ, cũng trong khoảng thời gian này, Faker đã bắt đầu mở rộng việc kinh doanh của bản thân. Không chỉ gói gọn trong việc làm game thủ, Faker cũng đã bắt đầu đầu tư vào bất động sản, dịch vụ. Một số nhãn hàng thời trang, dịch vụ ăn uống, đồ gia dụng bắt đầu cộng tác quảng bá thương hiệu thông qua hình ảnh Faker. Có thể kể đến một video quảng cáo mà Faker đã tham gia của hãng giao hàng Jaime đến từ Trung Quốc. Theo tìm hiểu của tờ Chosu Nibo, Faker lúc bấy giờ bắt đầu cảm thấy mình đã kiếm được một ít tiền khi mua được cho gia đình căn chung cư đắt tiền rộng 158m2 ở Seoul. Tuy đã trở thành một người giàu có, Faker vẫn quyết định giữ lối sống giản dị khi đưa hầu hết tiền mà anh kiếm được cho bố của mình và chỉ giữ lại một phần tiền tiêu vặt khá khiêm tốn, khoảng cỡ 10.000 won mỗi tháng. Trước mùa giải 2017, Faker đã gia hạn hợp đồng với SKT. Hợp đồng như tuyên bố trong thông cáo báo chí của SKT được ca ngợi là hợp đồng tốt nhất trong lịch sử thể thao điện tử. Theo một số nguồn tin, Faker còn yêu cầu điều kiện SKT đảm bảo một công việc cho bố anh trong tập đoàn SK Telecom. Có thể thấy dù đã công thành danh toại, trở thành một ngôi sao với hào quang chói lọi vươn tầm quốc tế, nhưng Faker chưa bao giờ quên vai trò của một đứa con đối với người cha đã dày công nuôi dưỡng mình. Cú ngã ngựa năm 2017. Mùa giải 2017 được xem là thời khắc mở đầu cho chuỗi ngày đen tối của đế chế SKT vốn đang ở trên đỉnh của vinh quang. Sau hai chức vô địch thế giới liên tiếp, những thành viên trong SKT đều dần có những dấu hiệu đi xuống nhất định. Riêng với bản thân Faker, giai đoạn này anh đã từng nghĩ tới việc nghỉ thi đấu chuyên nghiệp 2 năm để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Rất may mắn là ý tưởng này sau đó đã được gạt bỏ bởi vì thực tế cho thấy rằng đội đang rất cần anh gánh vác. Ngày 6 tháng 2 năm 2017 là một dấu mốc đáng nhớ với Faker khi anh bắt đầu buổi stream đầu tiên của mình trên nền tảng Twitch, một nền tảng stream có độ phủ sóng rộng rãi trên toàn thế giới. Cũng từ đây mà số lượng người biết tới và theo dõi Faker cũng được gia tăng hơn rất nhiều. Buổi stream đầu tiên của anh thu hút được lượng người xem kỷ lục lên tới 245.100 người xem vào thời điểm cao nhất. Con số này đã lập kỷ lục về số lượng người xem đồng thời cao nhất đối với một cá nhân phát trực tiếp trong lịch sử ở nền tảng này. Phải cho tới mãi về sau mới bị phá bởi Tyler One, một streamer fan cứng của SKT và Faker. Trong giai đoạn đầu và giữa năm, Faker và đồng đội vẫn còn duy trì được phong độ, giành được một cúp vô địch LCK mùa xuân 2017 và trở thành đội đầu tiên vô địch MSI liên tiếp
khi đánh bại G2 Esports tại MSI 2017. Tuy nhiên, tới LCK mùa hè, mọi thứ dần tệ đi khi đội thường xuyên bị tụt lại sớm cho các trận đấu, phải chật vật để duy trì phong độ trước đó. Dù gặp phải khó khăn do phong độ suy giảm, SKT vẫn lọt vào chung kết LCK mùa hè, nơi họ đối đầu với cả Longju Gaming. SKT đã bị đánh bại trong cuộc chạm trán này, báo hiệu một bước lùi của đội. Bất chấp những thách thức phải đối mặt tại LCK, SKT sau cùng đã giành được một suất tham dự chung kết thế giới LOL 2017 và lọt vào trận chung kết. Việc này cũng đánh dấu Faker trở thành thành viên duy nhất của SKT tham gia đến 4 trận chung kết thế giới. Trước trận chung kết với cả Samsung Galaxy, Faker đứng thứ 2 trong số tất cả những người chơi đi đường giữa của giải đấu về khả năng hạ gục và hỗ trợ. Anh cũng là người có số lượng tướng thủ được chơi nhiều nhất. Dù vậy, SKT đã trải qua thất bại thảm hại trong trận đấu chung kết trước Samsung Galaxy với tỷ số 0-3. Trận thua đầy đau đớn này đã đánh dấu thất bại đầu tiên trong trận chung kết thế giới của Faker. Sự sụp đổ về mặt tinh thần khiến anh gục khóc tại chỗ và cần sự an ủi từ các đồng đội một lúc lâu để trấn tĩnh lại và bắt tay với các tuyển thủ Samsung Galaxy sau trận đấu. Khoảnh khắc này đã trở thành một trong những khoảnh khắc đáng buồn nhất trong lịch sử LOL chuyên nghiệp, khiến bao trái tim người hâm mộ Faker và SKT phải thổn thức mỗi khi nhớ đến. Dù vậy, niềm an ủi là vào sự kiện The Game Award vào tháng 12. Với sự thể hiện xuất sắc của mình trong suốt một năm vừa qua, Faker đã được trao danh hiệu tuyển thủ xuất sắc nhất 2017. 5 năm tê liệt. 2018. Trải qua kỳ chung kết thế giới đáng quên, vào năm 2018, vận xui tiếp tục đeo bám Faker. Sau thất bại muối mặt cuối năm 2017, giờ đây, SKT đã trải qua một đợt tái thiết trong nỗ lực củng cố đội hình của họ. Còn Faker thì phải vật lộn để tìm kiếm lại hào quang rực rỡ vốn có của mình. SKT kết thúc LCK mùa xuân với vị trí thứ tư, báo hiệu một sự bất ổn không hề nhỏ ở các vị trí thành viên trong đội hình mới và sự xuống dốc đến đáng sợ của Faker. Thậm chí tại LCK mùa hè 2018, kể từ ngày 21 tháng 7, Faker buộc phải ngồi dự bị thay cho Piren. Dù vậy, Faker vẫn được tin tưởng bầu chọn tham gia kỳ ASEAN 2018 trong vai trò là người đi đường giữa của team Hàn Quốc trong bộ môn LOL. Sát cánh cùng anh là một đội hình toàn sao được đánh giá là mạnh nhất vào thời điểm đó. Dù chỉ là một bộ môn biểu diễn, nhưng vì đây là lần đầu tiên một bộ môn thể thao eSports được đưa vào một kỳ thế vận hội tầm cỡ châu lục, nên vấn đề danh dự quốc gia vẫn được đặt nặng lên vai Faker cùng đồng đội. Trái với kỳ vọng của người Hàn, ASEAN 2018 cuối cùng không được suôn sẻ. Một phần là do tâm lý chưa ổn định, Faker cũng như là một số tuyển thủ khác đã cảm thấy áp lực ở một môi trường thi đấu mang tính quốc gia như là ASEAN. Một phần khác là do công tác tổ chức của nước chủ nhà đã khiến cho các thành viên đội tuyển Hàn Quốc gặp nhiều vấn đề về tinh thần và thể lực. Chỉ được phát bánh mì suông và bị cấm ăn các đồ ăn bên ngoài, nên cả Faker và đồng đội đều bị rơi vào trạng thái đói meo và mệt mỏi trước khi thi đấu. Chính Faker đã chia sẻ rằng, dù muốn mang mấy túi mì gói đã chuẩn bị từ trước ra để ăn chống đói, nhưng Faker không dám làm thế vì luật cấm. Chưa kể, hệ thống máy tính cũng như là nơi ở của các tuyển thủ cũng không lấy gì làm chỉn chu, đã khiến cho tinh thần của mọi người tuột dốc. Như thể một lẽ tất yếu, kết quả chung cuộc thật đáng thất vọng. Đội tuyển Hàn Quốc đã để thua 1-3 trước đội tuyển Trung Quốc tại trận chung kết. Faker cùng đồng đội đã đành ngậm ngùi về nước với tấm huy chương bạc. Trở lại với LCK, sau khi SKT với thành tích bết bát bị loại từ vòng bảng trong giai đoạn mùa hè, sang tới vòng chung kết khu vực, Faker đã tức tốc được đưa trở lại đội hình đánh chính. Dù vậy, sau cú ngã đau năm 2017, Faker dường như vẫn chưa thể tìm lại được đẳng cấp vốn có của mình khi liên tục thể hiện mờ nhạt và để vuột mất suất tham dự chung kết thế giới, chính thức chấm dứt chuỗi ngày gắng gượng của họ ở mùa giải 2018. Tạm rời xa đấu trường chuyên nghiệp, Faker chuyển sang luyện tập và stream chờ đợi mùa giải mới. Anh cũng thông báo về quyết định sẽ quyên góp toàn bộ doanh thu kiếm được từ hoạt động stream của mình vào tháng 10 năm 2018 cho Quỹ Liên Hợp Quốc.
Thực tế đây không phải là lần đầu tiên, cũng không phải là lần sau cùng anh thực hiện một hành động thiện nguyện. Chỉ là lần này anh công khai để thu hút thêm lượng người theo dõi nhằm tăng khoản tiền từ thiện có thể góp được mà thôi. 2019. Quyết tâm không thể cam chịu thất bại thêm lần nữa. Sang đến mùa giải 2019, để chuẩn bị cho những trận đấu đầy thử thách sắp tới, SKT đã trải qua những thay đổi đáng kể về đội hình nhưng vẫn giữ lại Faker. Không phụ sự trông đợi của đồng đội, ban huấn luyện cũng như là người hâm mộ, Faker và SKT đã trở lại mạnh mẽ. Nửa đầu LCK mùa xuân diễn ra tương đối suôn sẻ với cả đội. Đầu tháng 2 năm 2019, giữa lúc LCK mùa xuân đang diễn ra được một nửa chặng đường, người hâm mộ lại nhận được một thông báo rằng SK Telecom sẽ thành lập tổ chức liên doanh thể thao điện tử có tên là T1 Entertainment and Sport với sự hợp tác giữa SK Telecom và công ty Comcast Spectator của Mỹ, dẫn đến việc tên đội được thay đổi thành T1 sau khi mùa giải 2019 kết thúc. Đồng thời, đội cũng thông báo rằng Faker đã gia hạn hợp đồng với tổ chức này thêm 3 năm và như một phần của thỏa thuận, Faker cũng trở thành đồng sở hữu của T1 Entertainment and Sport, đảm nhận vai trò người chơi kiêm nhiệm người điều hành. Đây là một tin tức tương đối trái chiều trên mạng xã hội khi có nhiều người không hài lòng với những thay đổi này. Có những người cho rằng cái tên mới của đội quá xấu, có người thì lại lo lắng rằng giờ đây phải kiêm nhiệm thêm nhiều công việc khác tại T1, thì liệu Faker có còn dành toàn tâm toàn ý cho công việc game thủ như là trước nữa không? Có người khác thì lại nghi ngờ rằng sự thay đổi đột ngột này có ảnh hưởng tới các tuyển thủ khi mà LCK mùa xuân vẫn đang diễn ra hay không. Ngay sau đó, Faker đã dễ dàng trấn an những người hâm mộ của mình bằng cách lập tài khoản T1 Faker trên Twitter. Ngày 25 tháng 2, Faker viết tweet đầu tiên của mình, chia sẻ bức ảnh cả team và đội ngũ ban huấn luyện đang đi ăn mừng chiến thắng gần nhất của họ, khiến người hâm mộ an tâm phần nào. Trong phần còn lại của LCK mùa xuân 2019, đội dễ dàng vượt qua các đối thủ nặng ký khác để tiến vào vòng chung kết. Ngày 31 tháng 3, SKT chính thức đăng quang ngôi vô địch khi họ hủy diệt Griffin trong trận chung kết, đánh dấu lần thứ 7 Faker bước lên ngôi vương của LCK. Cũng từ thời điểm này, cộng đồng fan đã bắt đầu đặt biệt danh chủ tịch cho Faker. Dù thực tế cho đến thời điểm hiện tại, Faker chưa hề mua lại cổ phiếu của T1. Và giới hạn cổ phiếu mà Faker có thể mua trong tổ chức cũng khá khiêm tốn, khoảng 6.156 cổ phiếu, với giá 2.097.417 won mỗi cổ phiếu, tức là khoảng 5.66% cổ phần của T1. Lúc này, người hâm mộ Faker trên khắp thế giới đều khấp khởi hy vọng về một mùa giải thành công nữa của Quỷ Vương Bất Tử khi một mùa MSI nữa đang tới gần. Tháng 5 năm 2019, MSI chính thức được tổ chức tại Việt Nam. Những tưởng rằng với phong độ đang dần khởi sắc, Faker sẽ có cơ hội nâng chiếc cúp tầm cỡ thế giới thêm một lần nữa. Nhưng không, lần này họ đã gặp phải không chỉ một mà là hai kẻ ngáng đường vĩ đại, Rank Việt và G2 Esports. Về kẻ ngáng đường thứ nhất, có thể nói Rank Việt đã đem lại một trải nghiệm địa ngục cho Faker. Ngay từ khi in-game của Faker, Mid 24 được công bố, rất nhiều cuộc săn lùng cực kỳ toxic đã diễn ra trên mọi bậc rank. Ai cũng muốn tham gia hạ sát Faker một lần để xem cảm giác ấy như thế nào. Hậu quả của phong trào ấy là Faker đã được ăn no hành trong suốt quá trình leo rank tại máy chủ Việt Nam. Tỷ lệ thắng chỉ đạt 48%, thấp một cách thảm hại. Đối phương luôn tập trung thật đông để cố giết anh, còn đồng đội thì lại chỉ đứng nhìn để xem Faker liệu có xử lý thần thánh 1v5, 1v9 như là thiên hạ đồ này không. Thậm chí một vài thành phần còn tranh len, phá game chỉ để khiêu khích Faker cho vui. Đỉnh điểm là có lần Faker đã phải thoát game một lúc để lấy lại bình tĩnh. Và giờ chúng ta có chiếc meme huyền thoại, Mid 24 đã rời trận. Trong khi kẻ ngáng đường thứ nhất chỉ đem lại đôi chút cảm giác ức chế trong lúc luyện tập, thì đối thủ thứ hai đã thực sự gieo sầu cho toàn tập thể SKT. Phải nói rằng, năm 2019 là thời điểm mà G2 Esports đạt tới đỉnh cao phong độ. Với sự tinh quái trong chiến thuật và nhiều con bài dị hợm, đội tuyển này đã không ngại đối đầu với bất cứ một đội tuyển tuân thủ lối đánh truyền thống nào cả, kể cả SKT. Tại trận bán kết, Faker cùng đồng đội lần đầu tiên nếm mùi đau khổ bởi những gã hề phương Tây bá đạo. Thua 3-2 chung cuộc, cúp MSI cứ vậy mà xa vời tầm với của Faker. Champions, G2 Esports eliminates SK Telecom. North America face Europe at the MSI Finals. Sau một kỳ MSI trắng tay, SKT đã tham gia sự kiện Rift Rival 2019.
nơi các đội từ LCK, LPL, LMS và VCS tranh tài. SKT cùng với 3 đội LCK khác đã giành danh hiệu vô địch Rift Rival đầu tiên trong giải đấu bằng cách đánh bại các đội LPL. Sau khi chiến thắng Rift Rival, Faker trở thành người chơi đầu tiên vô địch tất cả các giải đấu quốc tế LOL do Riot tổ chức, bao gồm All-Star, Rift Rival, MSI và Chung kết Thế giới. Vui mừng chưa được bao lâu thì SKT phải đối mặt với thử thách ở LCK mùa hè 2019. Phong độ của Faker thời điểm này xuống thấp đến mức đáng ngại. Khi đầu máy bị yếu đi thì cả con tàu sẽ trở nên rệu rã rời rạc. Có thời điểm dưới sự dẫn dắt của Faker, SKT đứng ở vị trí gần như bét bảng. Trước áp lực từ nhiều phía, cuối cùng ban huấn luyện SKT đành phải cho Faker ngồi dự bị trong trận đấu với Griffin. Tuy nhiên, SKT cuối cùng đã giành được chức vô địch LCK mùa hè 2019 khi đánh bại Griffin trong trận chung kết playoff, mang về cho Faker chiếc cúp vô địch LCK lần thứ 8. Đến đây, hẳn mọi người sẽ nghĩ rằng chiến thắng ấy sẽ là một niềm khích lệ nhỏ giúp Quỷ Vương bắt đầu khai phá lại bản thân của mình trong kỳ chung kết thế giới sắp tới. Nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng như thế. Tại chung kết thế giới 2019, chỉ ít lâu sau khi Faker trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp đầu tiên đạt được 100 trận thắng quốc tế, với chiến thắng trước Spicy ở tứ kết và vào bán kết, anh và toàn đội SKT đã một lần nữa gục ngã trong ê chề trước kẻ ngáng đường vĩ đại lần trước, G2 Esports. Vậy là thêm một năm Faker lại trắng tay tại chung kết thế giới. Vào ngày 5 tháng 3 năm 2020, trong mùa giải LCK 2020, Faker đã trở thành tuyển thủ đầu tiên đạt được 2.000 mạng hạ gục tại LCK. Vào thời điểm đó, Faker giữ tỷ lệ thắng trong sự nghiệp là 67,4% tại LCK, với 357 trận thắng và 173 trận thua. Để kỷ niệm cho một cột mốc đáng nhớ này, anh công khai quyên góp 30 triệu won, tương đương với 25.000 USD cùng thời điểm, cho Community Chess of Korea. Tất nhiên, đây hoàn toàn không phải là một hành động thể hiện sự tùy hứng của Faker. Trước đó, khi đại dịch Covid bùng nổ tại Hàn Quốc, Faker cũng đã đóng góp rất nhiều khoản tiền hỗ trợ khác nhau nhằm chia sẻ khó khăn với cộng đồng. Tới tháng 4 năm 2020, trên đà hủy diệt mọi đối thủ, Faker đã vượt qua score về số trận chơi nhiều nhất tại LCK, đạt tổng cộng 545 trận. Faker và T1 tiếp tục giành chiến thắng trong trận chung kết LCK mùa xuân 2020 trước Gen Z và bảo vệ chức vô địch LCK lần thứ 9 cho Faker. Tuy nhiên, khi LCK mùa hè bắt đầu, Faker chủ yếu ngồi dự bị, trong khi Clouser, một tài năng trẻ được đưa vào đánh chính. Ở vòng loại trực tiếp, Faker được tung vào sân trong trận thứ 2 gặp Africa Freak, nhưng cuối cùng thì T1 đã thất bại. Ở vòng loại khu vực LCK cho chung kết thế giới 2020, khi Clouser dần bộc lộ nhiều điểm yếu dễ khai thác, Faker đã trở lại đội hình xuất phát. T1 đánh bại Africa Freak ở bán kết, nhưng để thua Gen Z ở chung kết. Không giành được quyền tham dự chung kết thế giới, một lần nữa, Faker phải ngồi nhà và xem chung kết thế giới. Cũng từ đây, làn sóng phản đối T1 bắt đầu. Theo đó, người hâm mộ ngày càng nóng ruột khi nhìn Faker và các thành viên còn lại liên tục tham gia đóng quảng cáo để đánh bóng thương hiệu cho T1. Gần nhất là khi Faker đóng quảng cáo liên minh huyền thoại tốc chiến cho Google Play. Đỉnh điểm là vào ngày 3 tháng 11, toàn bộ 5 thành viên đánh chính của T1 thậm chí còn tham gia một chương trình có tên là Run BTS. Một buổi giao lưu giữa T1 và BTS thành công rực rỡ, nhưng rất nhiều fan cứng của đội tỏ ra không hài lòng. Đặc biệt, Faker còn có những hành động tấu hài khác hẳn với phong thái thông thường, dẫn đến việc nhiều người đã suy luận rằng Faker và những thành viên khác đã buộc phải học diễn xuất thay vì luyện tập. Những vòng hoa tang sau đó được gửi đến trụ sở T1. Trên vòng hoa họ có viết dòng chữ SKT T1 2012-2019, đội tuyển liên minh huyền thoại chuyên nghiệp đã qua đời. Bây giờ là công ty giải trí, đó là T1. Ngay sau đó, ban lãnh đạo T1 đã đưa ra một thông báo nhằm trấn an dư luận. Các cổ động viên thân mến, chúng tôi muốn dành chút thời gian để nói về những suy đoán ở nội bộ T1 khoảng thời gian vừa qua. Toàn đội nhận thức rằng có những vấn đề tồn đọng trong quá trình tái thiết, nhưng chúng tôi đảm bảo rằng T1 đang xây dựng một đội ngũ huấn luyện viên có thể giúp đội vô địch chung kết thế giới 2021. Mong mọi người hãy kiên nhẫn, đồng thời chờ quá trình đàm phán giữa T1 và các thành viên,
để thực hiện một cách tốt nhất cho các chiến lược ở tương lai. Cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các bạn. Hy vọng chúng tôi sẽ mang tới thông tin chính thức một cách sớm nhất có thể. Dù vậy, một khi niềm tin đã mất thì khó có thể lấy lại được. Nhiều người từng một thời là fan của Faker và T1 đã quay lưng với đội tuyển. Thậm chí một số còn chuyển hóa thành anti-fan. Vào năm 2021, tại LCK mùa xuân 2021, Faker đã quyết định ngồi dự bị trong thời gian 3 tuần sau trận thua của T1 vào ngày 19 tháng 2. Nhận ra màn trình diễn không tốt của mình, Faker nói rằng anh cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi để ổn định lại tinh thần và cải thiện kỹ năng. Anh trở lại đội hình xuất phát vào ngày 13 tháng 3 năm 2021 và giành chiến thắng trước Gen Z. Ở vòng playoff mùa xuân, T1 đối đầu với Gen Z ở bán kết nhưng cuối cùng để thua trắng 3-0. Ở LCK mùa hè, T1 lọt vào trận chung kết playoff, nơi cuối cùng họ thua Damn One Kia. Trong trận chung kết khu vực LCK, T1 đã đánh bại Hanwha Live Esports, đảm bảo xuất vào vòng bảng chung kết thế giới 2021. Khi T1 chuẩn bị cho vòng bảng của chung kết thế giới, Faker được coi là tuyển thủ giàu kinh nghiệm nhất trong đội, đã thi đấu hơn 150 trận giữa MSI và chung kết thế giới. So với các đồng đội của anh ấy, những người đã chơi tổng cộng 65 trận ở các giải đấu quốc tế. Tại vòng bảng chung kết thế giới 2021, T1 đứng đầu bảng và tiến vào bán kết. Trong trận bán kết, họ phải đối mặt với cả Damn One Kia một lần nữa. Trước đội hình đang càn quét mọi đối thủ, T1 chấp nhận thất bại 3-2 trước Damn One Kia và bị loại khỏi giải. Legacies, goodbye Faker, goodbye T1, hello Damwon and Showmaker. They will defend their title in the finals and look to go back to back. 2022. Trong giai đoạn nghỉ trước mùa giải 2022, hợp đồng của Faker với T1 đã hết hạn. Theo giám đốc điều hành T1 Joe Mars, thời gian này Faker đã nhận được lời đề nghị trị giá 20 triệu USD mỗi năm từ một đội Trung Quốc thi đấu tại LPL. Tuy nhiên sau cùng thì Faker quyết định ở lại với T1. Trước đó, hiếm có tuyển thủ nào nặng tình đến vậy với một đội tuyển cả. Và có lẽ sau này cũng khó có ai gắn bó với một đội tuyển được như là Faker. Vào ngày 5 tháng 1 năm 2022, Faker đã quyên góp 50 triệu won, tương đương với 41.700 USD cùng thời điểm, cho Quỹ Phúc Lợi Xã hội Seoul. Nhờ những đóng góp của mình, tên của Faker đã được vinh danh trên bức tượng danh vọng ở quận Gangseo của Seoul, ghi nhận những đóng góp đáng kể của anh cho các sáng kiến cứu trợ COVID-19. Quay trở lại với cả LCK mùa xuân 2022, đây là mùa giải đánh dấu năm thứ 10 Faker thi đấu chuyên nghiệp. Nhiều cột mốc chú ý đã được Faker chạm tới trong giai đoạn này. Anh trở thành người chơi đầu tiên ở LCK, được cả 2.500 mạng và 700 trận. Ngoài ra, vào ngày 18 tháng 2 năm 2022, Faker chơi trận đấu chuyên nghiệp thứ 1.000, trở thành tuyển thủ thứ 2 trong lịch sử LOL đạt được cột mốc này. T1 đã đạt được thành tích bất bại 18-0 trong mùa giải chính thức giải mùa xuân 2022, một thành tích chưa đội nào đạt được trong lịch sử LCK. Màn trình diễn của Faker đã giúp anh ấy có được một vị trí trong đội hình All-Pro đầu tiên của LCK, một giải thưởng mà anh ấy chưa nhận được kể từ năm 2020. T1 đã xuất sắc vượt qua vòng loại trực tiếp giải mùa xuân. Đỉnh cao là chiến thắng 3-1 trước Gen Z ở trận chung kết. Đây là chức vô địch LCK thứ 10 của Faker và T1. Tại MSI 2022, T1 lần đầu tiên lọt vào trận chung kết kể từ năm 2017. Tuy nhiên, chuỗi 26 trận thắng của họ đã chấm dứt khi họ để thua Royal Never Give Up trong trận chung kết MSI. Để mà nói, thì rõ ràng sự thất bại này của T1 cũng như Faker có nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân lớn nhất trong số này phải kể tới việc MSI lần này được tổ chức online với mức ping 35, điều mà các tuyển thủ T1 không hề quen thuộc, dẫn tới phản xạ kém hơn bình thường. Các tuyển thủ chuyên nghiệp chắc chắn là đều có cảm nhận được sự khác biệt, đặc biệt là anh chàng Sang Hyuk, Faker. Anh ấy là một tuyển thủ rất nhạy cảm với độ trễ của game. Nếu mức ping hơi cao một chút thì anh ấy sẽ cảm thấy rất khó chịu. Guma Yushi, xạ thủ của T1 chia sẻ trước khi MSI chính thức diễn ra. Ở LCK mùa hè năm 2022, Faker trở thành tuyển thủ đầu tiên đạt được 500 trận thắng tại LCK. Cột mốc này đã đạt được vào ngày 8 tháng 7 trong trận đấu hủy diệt trước Gen Z. Không lâu trước đó, người đội trưởng của T1 đã chia sẻ với báo chí rằng: "Tôi nghĩ tập thể T1 đang ngày càng vượt trội hơn hẳn so với các đội khác ở LCK trong việc chiếm lấy quyền kiểm soát trận đấu nhờ vào khả năng macro tốt. Và quan điểm này đã được chứng minh cực kỳ rõ ràng qua trận đấu kể trên."
lại nói về làn sóng phản đối T1 và Faker. Như người ta thường nói, con run xéo lắm cũng quằn. Faker tuy hiền nhưng không có nghĩa là anh không biết đứng lên để bảo vệ bản thân. Vào ngày 19 tháng 7, Faker và T1 đã khởi kiện một nhóm anti-fan quá khích. Các chi tiết cụ thể của vụ kiện không được tiết lộ rộng rãi, nhưng có thông tin tiết lộ rằng các bị cáo đã đưa ra những lời nhận xét vu khống nhắm vào mẹ của Faker và đăng những bức vẽ mang tính xúc phạm. Vụ kiện này như là một lời cảnh cáo của Faker với các anti-fan rằng đừng nghĩ anh hiền và lớn tới làm càn. Cũng khá may mắn là sau khi vụ kiện diễn ra, các hành động xúc phạm, khủng bố tinh thần Faker cũng như là T1 đã không còn xảy ra nữa. Vào ngày 8 tháng 8, chỉ 2 ngày trước khi trận đấu giữa T1 và Leap Sandbox, một đợt lũ quy mô lớn đã tấn công thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Ngay khi biết tin, Faker đã tức tốc quyên góp 30 triệu won cho Hiệp hội Cứu trợ Thiên tai Quốc gia Hope Bridge, góp phần nỗ lực viện trợ cho các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt. Tôi hy vọng rằng sự đóng góp của mình sẽ giúp ích được cho những nạn nhân của lũ lụt để họ có thể sớm quay trở lại cuộc sống thường ngày, Faker tuyên bố. Đáng nói đây là trường hợp công bố sớm nhất về một tuyển thủ LOL thực hiện quyên góp cứu trợ trong đợt lũ lụt. Điều này cho thấy Faker không chỉ là một game thủ tận tâm, chuyên nghiệp mà còn là một chàng trai với trái tim ấm áp, luôn quan tâm tới mọi người xung quanh. Trở lại với những diễn biến của LCK, khi này, thành công của T1 ở vòng playoff giải mùa hè dần bị suy giảm. Họ bị Gen.G đánh bại trong trận đấu chung kết. Tuy vậy, T1 đã giành được chắc chắn một suất tham dự chung kết thế giới 2022. Trong vòng bảng, Faker đã làm nên lịch sử khi trở thành tuyển thủ đầu tiên tham gia 100 trận tại chung kết thế giới với thành tích 72 trận thắng và 28 trận thua. Ngoài ra, Faker đã vượt qua UZ để giành kỷ lục về số mạng hạ gục nhiều nhất trong lịch sử giải, với tổng cộng hơn 350 mạng trong nhiều phiên bản của giải đấu. Tiến tới trận chung kết thế giới, T1 đối đầu với cả Dragon X. Faker chạm trán với người bạn thời trung học của mình, Kim Def Hyuk Kyu. Có thể nói, mối duyên nợ giữa hai người đã dẫn họ tới với kỳ chung kết thế giới lần này. Một cuộc nội chiến của học sinh trưởng Mapo. Một cuộc đối đầu giữa hai đại diện của việc để tốc biến phím F, Faker, và để tốc biến phím D, Def. Sau cùng, T1 đã thất bại trong loạt trận này khi để thua Dragon X với tỷ số 2-3. Sự trở lại của nhà vua. Mùa giải 2023 đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của tập thể T1. Sau thất bại ở kỳ chung kết thế giới mùa 12 trước đó, giờ đây tinh thần của các thành viên T1 đã trở nên vững vàng hơn rất nhiều. Kỳ ASEAN 19 trong mơ. Sau 5 năm, cuối cùng Faker đã có cơ hội để phục thù cho thất bại năm 2018. Ngày 25 tháng 9 năm 2023, kỳ Thế vận hội ASEAN 2022 chính thức tổ chức tại Trung Quốc. Một lần nữa, Faker được triệu tập cho đội tuyển LOL của Hàn Quốc. Ngay từ sau khi thông tin trên được công bố, Faker đã trở thành một hiện tượng tại ASEAN 19. Ngay khi tới Trung Quốc, sự nổi tiếng của Faker trong làng vận động viên đã là chủ đề nóng trên mạng xã hội. Nhiều vận động viên không ngần ngại đăng tải ảnh họ chụp cùng với cả Sang Hyuk. Ngoài ra, các vận động viên đến từ các quốc gia như là Trung Quốc, Nhật Bản, Indonesia hay là Philippines đều cố gắng tìm kiếm cơ hội chụp ảnh cùng Faker. Có người ví von rằng lần thi đấu này tựa như là một cuộc fan meeting đối với Faker vậy. Tuy nhiên, khá đáng buồn là sau đó Faker đã không thể ra sân do vấn đề về sức khỏe, cụ thể là nghi ngờ nhiễm Covid và chấn thương cổ tay. Dù vậy, anh vẫn luôn theo dõi và cổ vũ cho đồng đội từ bên kia màn hình ở trong phòng y tế. Ngoài ra, anh cũng tranh thủ trao đổi với các tuyển thủ khác ngoài giờ thi đấu. Không phụ sự mong mỏi của người đàn anh, đội tuyển Hàn Quốc dù thiếu Faker vẫn thành công hủy diệt đội tuyển Trung Quốc ngay trên chính sân nhà của họ tại bán kết, gián tiếp đẩy Trung Quốc vào thế lưỡng nan, huy chương đồng hoặc là không có gì cả. Thừa thắng tiến lên, đội tuyển Hàn Quốc đánh bại Đài Loan trong trận chung kết, ngạo nghễ nhìn Trung Quốc chật vật để giành lấy huy chương đồng từ tay đội tuyển Việt Nam. Tuy không có đóng góp trực tiếp nào, nhưng hẳn Faker cũng đã có phần hỗ trợ không nhỏ về mặt tinh thần với các thành viên khác trong đội. Cùng điểm qua một số chia sẻ của các thành viên đến từ team khác về Faker nhé. Tôi từng nghĩ Faker là kiểu người vận hành như là robot hoặc là thích đạo lý sách vở gì đó cơ. Trên thực tế, anh ấy có rất nhiều trò chọc quê và nói cực kỳ nhiều. Như vậy hay mà, Ruler nói. Khi ở cùng đồng đội,
anh ấy là người thông minh, chu đáo và là một người tốt. Còn ở bên ngoài, anh ấy là một tuyển thủ chuyên nghiệp, nên tôi nghĩ anh ấy là ví dụ của một con người tuyệt vời, Châu Vi chia sẻ. Đối với tôi, Faker sở hữu hình tượng lạnh lùng, lôi cuốn. Trên thực tế, anh ấy ngược lại như thế và là một người cực kỳ tốt bụng. Anh ấy không hề máy móc mà rất nhân văn. Đôi khi thì những cái trò đùa của anh ấy là rất buồn cười. Khi chúng tôi mời đến làng vận động viên, tôi cảm tưởng sự nổi tiếng của Faker như là phát cuồng lên đấy. Tôi nghĩ anh ấy thuộc dạng sao số hàng đầu của Thế vận hội, Kanavi giải bày. Với tấm huy chương vàng ASEAN danh giá, giờ đây Faker đã chính thức không còn phải đắn đo về việc nghĩa vụ quân sự trong tương lai nữa. Đây cũng là một tin mừng đối với những người hâm mộ của Quỷ Vương Bất Tử, khi giờ đây idol của mình cuối cùng cũng có thể dành 100% công lực để thi đấu trong thời gian sắp tới. Giành cúp vô địch chung kết thế giới lần thứ tư. Trong giải LCK mùa xuân 2023, Faker đã đạt được một kỷ lục khác. Vào ngày 20 tháng 11 năm 2023, trong trận đấu với KT Roster, Faker đã vượt qua Gorilla để giành kỷ lục về số pha kiến tạo nhiều nhất trong lịch sử sự nghiệp LCK, 4.137 pha. Vào ngày 2 tháng 7, tại LCK mùa hè 2023, Faker phải ngồi dự bị do chấn thương ở cánh tay tái phát. Sự vắng mặt của anh trong các trận đấu kéo dài trong khoảng 4 tuần. Trong thời gian này, thành tích của T1 chính thức bị tê liệt, suy giảm từ 62 xuống còn 79. Nhận thấy nếu thiếu mình, những người đồng đội sẽ như là rắn mất đầu. Faker trở lại đội hình xuất phát vào ngày 2 tháng 8, giúp đội đánh bại Hoàng Đông Freak. Giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng của mùa giải, T1 kết thúc với thành tích 9-9, đảm bảo hạt giống thứ 5 trong vòng loại trực tiếp LCK mùa hè. T1 lọt tiếp vào trận chung kết LCK mùa hè, nơi họ thua Gen Z. Kết thúc với điểm số vô địch nhiều nhất tại LCK, đội đủ điều kiện để tham dự chung kết thế giới năm 2023, đánh dấu lần thứ 8 Faker góp mặt tại chung kết thế giới. Faker giành được danh hiệu thế giới lần thứ 4 vào ngày 19 tháng 11 năm 2023, sau khi T1 đánh bại Wayway Gaming trong trận chung kết. Với chiến thắng, Faker trở thành người đầu tiên giành được 4 danh hiệu vô địch thế giới ở tuổi 27. Anh là tuyển thủ lớn tuổi nhất giành được một danh hiệu. Since their last, a decade since their first, the SKT legacy has been reignited. T1 will be your 2023 world champions. Chặng đường dài phát triển của Liên minh Huyền Thoại cũng là chặng đường theo đuổi ước mơ của Faker. 10 năm thi đấu chuyên nghiệp, Faker luôn kỷ luật, giữ cho mình một phong độ thi đấu ổn định nhất. Sau 10 năm kể từ khi debut năm 2013, Quỷ Vương đã có một năm 2023 vô cùng bùng nổ với tấm huy chương vàng ASEAN cũng như là ngôi vương chung kết thế giới 2023. Trong hành trình 10 năm của Quỷ Vương, hiếm có cái tên nào đủ sức ảnh hưởng để đặt lên bàn cân và so sánh với sự thống trị tuyệt đối của anh ấy. Tuy cuộc hành trình này có những lúc thăng trầm, nhưng ngôi đền huyền thoại mà Faker xây dựng vẫn chưa có cái tên nào có thể chạm đến. Thời điểm hiện tại, nếu muốn kiếm dẫn chứng hoàn hảo nhất để thay đổi định kiến, thay đổi ánh nhìn ác cảm về eSports, thì đó chính là sự nghiệp của Lee Faker Sang-hyuk. Di sản, thành tích và tất cả những gì mà chàng trai đường giữa T1 này để lại sẽ khó có cái tên nào để thay thế trong tương lai. Anh chính là một tượng đài bất tử của Liên minh Huyền Thoại nói riêng và sự phát triển eSports nói chung. Để các bạn thấy bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spider Room, còn mình là Pink Dot. See ya!